Hello, xin chào cả nhà, xin chào tất cả quý cô chú, anh chị em, bà con nhà mình nha. Và hôm nay thì em Tài cũng xin đại diện cho công ty Pháp Anh sẽ review cho cả nhà mình một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, đó là chiếc xe Fortuner. Dòng này là hai cầu máy xăng ha. Và chiếc xe này là đời 2010. Bên em thì hiện tại là đang bán với giá là 370 triệu. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng. Chiếc xe này thì bên em là hôm bữa là mua của một vị khách, đó là bác sĩ. Hiện tại là bác sĩ đi cho nên là cũng rất là kỹ. Chiếc xe này là đi gia đình. Bác sĩ chỉ có chạy từ nhà cho đến tới cơ quan, để đó và chạy về thôi. Cho nên là mặc dù là chiếc xe này là đời 2010, nhìn mình thùng là còn thẳng tưng luôn, còn rất là mới, và đến từ một thương hiệu Nhật Bản. Đây là một chiếc xe nè, gầm bệ mình thùng, rất là cứng cáp, rất là bền bỉ ha. Bây giờ xin mời cả nhà chúng ta cùng tìm hiểu một số cái ưu điểm của chiếc xe này ha. Chiếc xe này là một chiếc xe mà phiên bản đủ, cho nên là đây, mâm đúc theo xe luôn. Đây, về còn lốp này, lốp còn rất là dày, lốp dày và rất là bự luôn. Cho nên là khi chúng ta đi trên đường tạo cho chúng ta một cái cảm giác hay sao rất là khỏe và rất là êm ái. Đây, chúng ta còn có những cái gầm bên đây, mỗi lần chúng ta bước, chúng ta leo lên xe, chúng ta bước lên cái này luôn ha, rất là thuận tiện, rất là thoải mái. Rồi, có tích hợp mà xi nhan gương luôn ha. Gương là chỉnh điện đây. Và tiếp theo thì mời cả nhà mình cùng. Xe này là bên em là cam kết với cả nhà mình luôn ha. Xe không lỗi, không một lỗi nhỏ luôn nha cả nhà. Cả nhà cùng xem nè. Keo chỉ của chiếc xe, keo chỉ là nguyên rin của nhà sản xuất luôn. Đây là một chiếc xe gia đình, cho nên là gân guốc, cả nhà mình xem, còn rất là đẹp. Đây là nguyên bản nhà sản xuất, từ ngày sản xuất tới giờ luôn. Tụi em là chưa có một cái can thiệp, một cái gì hết. Đây là bên em cam kết với cả nhà mình luôn. Còn cái bệ đây, cái bệ sàn đây, bước lên bước xuống này theo năm tháng mà mình cũng bước lên, nó cũng có dấu hiệu là hơi cũ một tí thôi. Cái này thì tụi em có thể là khắc phục bằng cách là sao? Tụi em sơn lại, xịt sơn lại cho nó mới lên cho cả nhà ha. Đây là cái cửa tài ha. Rồi, tiếp theo mời cả nhà mình cùng xem cái cửa phụ. Cửa thứ hai ở bên tài chứ. Cửa thứ hai bên tài, mời cả nhà mình cùng xem ha. Keo chỉ là còn nguyên rin, chưa có một cái dấu hiệu nào mà cấn đụng hay là chỉnh sửa gì hết ha. Túp bi túp lô, cả nhà mình nhìn trực quan đẹp chứ tụi em không cần phải khen nữa ha. Sẵn tiện thì cả nhà mình cùng nhìn sơ về bên khoang nội thất ha, rất là sạch sẽ, nhìn cũng rất là sáng cái xe ha. Ngoài ra thì những cái chiếc xe như thế này thì cũng có cái tính năng mình cũng nhận thấy là rất là an toàn, đó là tính năng khóa trẻ em. Đây, về che mưa rồi đây, còn nguyên của nhà sản xuất hết ha. Ok, cả nhà mình đi mua xe thì cả nhà mình cùng xem nè, xem tất cả những cái kính nữa, tất cả là một hiệu hết luôn nha cả nhà. 10 cái kính là như một hết, chưa có mà thay thế một cái kính nào hết. Rồi, đây, cả nhà cùng thấy là bên mình cũng có trang bị là cái màn hình cam dê. Đây là cái cam dê phía sau ha. Toyota Fortuner. Chúng ta mở cái cốp sau lên. Mời cả nhà chúng ta cùng xem sơ. Đây, sơ về nội thất ha. Rất là sạch sẽ. Phía sau chúng ta nhìn thấy là cái dàn máy lạnh luôn. Đây là hai dàn độc lập cho nên là ngồi cái băng ghế sau này cũng rất là mát nha cả nhà. 7 chỗ. Và phía sau này chúng ta còn có thể là để đồ đạc, những cái dụng cụ cá nhân, ba lô này kia. Đây dụng cụ để mở lốp xe ha, mở xe dụng cụ. Rồi. Hiện tại là em thấy còn thiếu cái đội nữa, thì chút xíu nữa tụi em sẽ vào công ty và tụi em sẽ lấy cái đội để bổ sung cho cả nhà. Khi mà mở cái cốp lên á, cái điều quan trọng á mà em biết cả nhà mình đang quan tâm, đó là mình sẽ coi thử là những con ốc cốp có mở ra chưa, có tháo chưa.
cả nhà mình cùng xem nè. Mình thấy chưa có một cái dấu hiệu nào mà tháo mở về những con ốc của cái cốp sau. Ốc còn sáng trưng ha, chưa có một dấu hiệu nào. Ốc bên đây cũng vậy. Đây là cái điểm quan trọng của cái cốp sau, của cốp sau của xe. Rồi cả nhà mình cùng xem ha, cùng xem coi thử là keo chỉ. Mình xem phần keo chỉ của cái xe ha. Keo chỉ là nguyên rin luôn. Rin luôn là có nghĩa là keo chỉ này là từ của nhà sản xuất luôn. Tụi em chưa có can thiệp vào cái gì hết. Đây là một cái điều cũng khá là quan trọng ha. Và chiếc xe này thì tụi em cũng cam kết với cả nhà luôn rồi ha, không có một lỗ nhỏ, không có va quẹt đâm đụng gì hết. Đây là cái bánh xe cua của chiếc xe. Cái lớp sau nè, cái lớp còn khá là dày. Dày còn khoảng là 95% luôn á cả nhà. Tại vì cái lớp này là lớp mới luôn. Mình để lâu thì mình nhìn thấy nó hơi cũ một tí thôi, chứ cái lớp này là một cái lớp mới. Mình nhìn thấy hầu như là cái lớp này chắc có lẽ là sử dụng chỉ có vài lần thôi. Rồi, tiếp theo thì mời cả nhà chúng ta cùng đi qua phần tiếp theo. Bên cái cửa sau của bên phụ ha. Cửa nẻo thì cũng vậy, cũng như là các cánh cửa bên kia. Rất là đẹp. Không có một cái dấu hiệu nào mà cấn đụng gì hết. Tấp bi, tấp lô cũng vậy. Cái này là tụi em không cần phải khen. Cả nhà mình cùng xem ha. Cánh cửa này cũng vậy. Cho cả nhà mình cùng xem qua một lần. Keo chỉ là còn nguyên rin hết. Chưa có một cái dấu hiệu nào mà cấn đụng gì hết. Đây, tấp bi, tấp lô là cũng vậy. Cả nhà mình đây là tem của nhà sản xuất. Nè. Các nách cửa đây. Quý cô chú anh chị em mình để ý nè, cái cửa này còn rất là sáng, chứng tỏ là mở ra mở vô cũng rất là ít luôn. Cái nách cửa nè, nách cửa bên đây cũng vậy, chưa có một cái dấu hiệu nào mà mở ra luôn. Tiếp theo thì xin mời cả nhà mình cùng đi vào phía bên trong để chúng ta cùng xem về cái khoang nội thất ha. Đây là khoang nội thất ha. Khoang nội thất em đè máy lên luôn ha. Khoang nội thất của chúng ta đây. Khoang nội thất thì khi mà vô mà ngồi chiếc xe này là em đã lái rồi, đã cảm nhận rồi. Thì cảm nhận đầu tiên là về cái phần gầm bệ của xe này thì em thấy nó rất là chắc chắn. Vô lăng này có trợ lực rất là đầm chắc, rất là nhẹ nhàng mà cũng rất là đầm chắc nha. Rồi. Và vô lăng thì có tích hợp một số tính năng, ví dụ như chỉnh âm thanh này kia hoặc là một số chức năng ở trên vô lăng luôn, rất là thuận tiện. Đây một cái điểm cộng tiếp theo nữa, một cái ưu điểm tiếp theo nữa là kính nè. Chỉnh kính là auto nha, tự động, auto tự động. Và kính đây, cả nhà cùng xem thì được chủ xe cũng đã lên dán phim cách nhiệt hết luôn rồi. Cho nên là ngồi trong xe là cảm giác là nó rất là mát mẻ. Và chúng ta về chúng ta việc sử dụng thôi, chúng ta không cần phải lắp thêm gì nữa hết. Rồi. Và chiếc xe này thì cũng được là bên chủ xe cũng khá là chịu chơi, cho nên là đã lên một cái màn hình Android rất là lớn, màn hình GoTech ha. Đây là một cái màn hình xịn nha cả nhà. Cho nên là mình có sim nè, mình gắn sim 4G vào và mình có thể là phục vụ cái việc mà giải trí, mở nhạc, đồ của chúng ta mọi lúc, mọi nơi luôn cả nhà. Đây là số tự động 2 cầu. Đây là chúng ta có thể sử dụng 2 cầu nè. Đây. Còn cái cần đây là cần số của chúng ta, để chúng ta có thể là di chuyển một cách rất là dễ dàng. Nam nữ gì chúng ta có thể là cũng lái được hết. Số tự động rất là dễ. Và đặc biệt là mình rất là thích. Thích cái gì? Thích cái cảm giác mà vô số của cái số tự động của xe này. Tại vì sao? Nó có những cái G nè. Có những cái G đây thì mình cảm giác là khi mà mình quen rồi á, khi mà mình vô số thì nó sẽ có những cái G cho mình cảm nhận, mình biết hiện tại là mình đang vào số là vào số gì. Đây, vào số băng mo nè, số N nè, hoặc là vào số D thì mình đẩy lên, đúng không? Số B thì mình đẩy lên, đó. Hoặc là mình về số N. Nếu mà chạy thì mình chỉ cần kéo xuống một cái vậy thôi. Nó có cái G này. Còn có nhiều cái chiếc xe thì sao? Nó là xung đột. Nhiều khi mình kéo xuống là mình phải nhìn xuống, chứ còn không là mình không ấy là nó sẽ xung đột xuống luôn. Đó. Rồi tiếp theo thì quan sát về một chiếc xe mà 7 chỗ, 2 cầu, số tự động. Mình nhìn trong cái khoang nội thất nè. Khoang nội thất này là xe
xe 7 chỗ cho nên là khá là rộng rãi cho 7 người lớn ngồi luôn. Rất là rộng rãi. Đây, tấp bi, tấp lô. Xe này là mình cam kết 100% là xe gia đình, không có chạy dịch vụ ha. Tại vì chiếc xe này là chiếc xe mình mua của một vị khách đó là bác sĩ, cho nên là chỉ có khi mà chạy tới cơ quan rồi chạy về thôi. Nên là quý khách nào mà mua chiếc xe này là mình nghĩ là đi về là khá là yên tâm, khá là bền. Và một cái điểm tiếp theo nữa mà mình vô một chiếc xe, mình thấy là chiếc xe này là nó còn nguyên bản luôn. Nguyên bản đó là gì? Trần của nó là trần nỉ, nỉ rin luôn, theo xe luôn. Trần nỉ rin theo xe thì nhiều khi là cái nhược điểm là sao? Khi mà nỉ mà nó dơ thì mình vệ sinh nó hơi cực. Nhưng mà cái đây là mình được bọc ni lông này rồi, cho nên là rất là sạch. Cho nên là quý bà con mình hãy yên tâm. Còn mở đèn, mở đồ phía sau. Đây là cái máy lạnh. Mở cái dàn lạnh độc lập ở phía sau luôn đây. Mình có thể là ngồi trên xe, trên ngay cái ghế tài để mà mình điều chỉnh này luôn. Rất là thuận lợi, rất là dễ. Và cho nên là hai cái băng ghế phía sau này ngồi khá là mát mẻ luôn. Đây. Bên đây là cái tẩu thuốc để chúng ta mồi thuốc nè. Quý khách nào mà hút thuốc thì có cái mồi thuốc đây luôn. Rồi, ok chưa? Đó là mình nói về một có cái ưu điểm màn hình cam da rồi luôn ha, đầy đủ anh cả nhà ha. Đây, mời cả nhà mình thêm ha. Còn đây là cái cam da của mình đây luôn, nhìn cũng thấy rất là rõ ràng, chúng ta da ra phía sau cũng rất là dễ ha. Và hồi sớm giờ thì mình nói về cái ưu điểm, bây giờ thì còn cái nhược điểm của chiếc xe này là gì? Cái nhược điểm của chiếc xe này là động cơ của nó là 2.7, cho nên là nó và số tự động nữa, cho nên là nó sẽ hao xăng hơn cái số sàn một chút xíu. Ví dụ như là một chiếc xe số sàn thì nó tiêu hao nhiên liệu khoảng từ 10 tới 12 lít thì cái xe này nó khoảng từ 11 cho tới 13 lít. Nhưng mà nó hao một chút xíu thôi, nhưng mà bù lại là chúng ta đi á, chúng ta rất là khỏe. Xe cũng di chuyển cũng rất là khỏe luôn. Đây là ghế rin theo xe luôn nha cả nhà, cho nên là theo năm tháng. Mặc dù là ít sử dụng cho nên là nhưng mà nó cũng có dấu hiệu là nè, hơi xuống một chút tí, hơi nhăn nheo nè. Mình có sao mình nói vậy, nhìn thấy có vẻ hơi nhăn nheo một tí đó. Đây ghế tài cũng vậy, ghế tài thì nhìn nè, mình cũng thấy có vẻ là hơi nhăn nheo một tí. Đây là cái nhược điểm tiếp theo. Mời cả nhà mình cùng đi sang cái ghế phía sau ha. Phía sau thì mình ngồi cũng khá là thoải mái, rộng rãi thoải mái. Thì đây, ghế sau thì mình thấy cái nhược điểm là theo năm tháng. Nhược điểm là theo năm tháng thì nó cũng có nè, hơi nhăn này một tí. Nhưng mà mình nhìn thấy cũng còn ổn, ok, không vấn đề gì. Đây là cái dàn lạnh ở phía sau. Dàn lạnh phía sau đây, chúng ta ngồi chúng ta mở dàn lạnh, hai dàn lạnh độc lập luôn. Chúng ta mở lên, xài rất là mát mẻ. Đây, thì chiếc xe này cũng được là chủ xe là đã bọc qua một cái sàn da luôn rồi, cho nên là rất là sạch sẽ ha. Ngoài cái sàn da thì chúng ta còn một cái miếng này để chúng ta lên dậm chân giày lên, chúng ta không có bị dơ gì hết ha. Ok. Còn đây là chúng ta có thể là để nước. Chúng ta ngồi đây chúng ta có thể là để nước lên đó. Ở đây nó còn có cái tay vịn nữa cả nhà. Mình có thể là để xuống đây mình vịn tay nè, cũng rất là thoải mái ha. Một cái điểm cộng nữa là mình thấy nè, tất cả những cái ốp tay nè là đều có là ốp xi hết rồi. Cho nên là chúng ta mở ra mở vô nè. Mặc dù là một thời gian rất là dài nhưng mà nhìn còn rất là sáng. Và thêm một cái điểm nữa mà mình rất là thích, đó là gì? Đó là chiếc xe này nó gầm cao máy thoáng, cho nên là mình đi cái đường đèo dốc hoặc là những cái đường gồ ghề đó thì mình cảm thấy là rất là mạnh mẽ, rất là khỏe, rất là chắc chắn. Tiếp theo là khi mà mình bước lên xe, một chiếc xe gầm cao máy thoáng thì ở đây nó còn có cái bệ nữa ha. Mình bước lên. Mình bước lên đây để mà sao? Mình đi vào cái xe của mình. Đó, rất là ok ha. Hoặc là mình leo xuống thì mình cũng bước lên cái bệ này, mình leo xuống, mình cảm thấy rất là thuận tiện. Hoặc là khi mà lau chùi rửa xe ha, mình đứng lên đây. Và đặc biệt là trên đây nó còn có hai cái ba ga để chúng ta có thể là khi mà chúng ta đi phượt á, chúng ta có thể để một số cái đồ mà phượt của chúng ta ha, dụng cụ cá nhân của chúng ta, để chúng ta để lên trên đây. Và hai cái thanh này cũng tạo cho một chiếc xe mà rất là ngầu ha, rất là ngầu và rất là chắc chắn. Nhìn rất là khỏe với chiếc xe của mình.
Tiếp theo thì xin mời cả nhà mình cùng kiểm tra về cái phần khoang máy cũng như là phần gầm bệ của chiếc xe này ha. Mời cả nhà mình cùng xem về cái phần khoang máy nha. Đúng là một cái chiếc xe mà đời 2010 tới bây giờ thì cũng đã hơn chục năm rồi, nhưng mà quý cô chú anh chị em mình thấy không, có khoang máy rất là sạch sẽ luôn. Bên em là cam kết với cả nhà mình luôn là cái máy mình là không có lỗi ha, máy số rin, xe không có một cái lỗi nhỏ nào hết đó. Máy nổ rất là thì thầm, hiện tại là tụi em đang là nổ máy lạnh luôn ha, cả nhà mình cùng xem ha. Máy khoang máy rất là sạch sẽ, dây điện là tụi em ha, đi rất là gọn gàng. Và đặc biệt là xe mình là có trang bị thắng ABS luôn cả nhà. Thắng ABS chống bó cứng, chống trơn trượt, cho nên là chúng ta đi rất là an toàn. Cả nhà mình cùng xem ha, xem về khoang máy. Và đặc biệt một cái điều mà mình nghĩ là cả nhà mình, quý cô chú anh chị em của mình quan tâm đó là gì? Cái capo của mình, xe của mình có đâm đụng gì không, có lỗi lầm gì không, thì cả nhà mình cùng xem ha. Bên em cam kết với cả nhà mình luôn, đó chính là về phần khoang máy nè, capo nè, không một cái lỗi nhỏ. Đây là keo chỉ rin từ nhà sản xuất tới bây giờ luôn cả nhà ha. Cả nhà mình cùng xem, đây ốc capo luôn, chưa có một cái dấu hiệu nào mở ra gì hết luôn. Khoang máy thì rất là sạch sẽ. Capo này là capo rin của theo xe luôn, hãng Toyota đây. Quý cô chú anh chị em nhà mình á, mình đi mua xe á, mình coi thử là những con ốc capo á có mở ra chưa. Rồi tiếp theo mình nhìn nè, mình nhìn ở trên cái phần khung ở phía trước xe nè, mình nhìn hơi có nó có thẳng không, những cái lỗ tròn tròn nè, lỗ tròn tròn đây, những cái lỗ tròn tròn ở phía dưới đây, quý cô chú anh chị em coi thử là nó có tròn o không, tròn đều hay không, có dấu hiệu chỉnh sửa gì hết. Riêng cái chiếc xe này nha, em cam kết với cả nhà mình luôn, về khoang máy, tất cả tất đặt về khoang khoang máy đây không có có một cái dấu hiệu nào cấn đụng hết. Rồi ok, với động cơ mà 2.7 và số tự động thì cái chiếc xe Fortuner đời 2010 này thì nó tiêu hao nhiên liệu khoảng từ 11 cho tới 13 lít ha. Và sau đây thì xin mời cả nhà mình cùng đi qua cái phần kiểm tra về phần gầm ha. Mình kiểm tra về phần gầm. Rồi tiếp theo thì em xin mời cả nhà của mình cùng xem về cái phần gầm của chiếc xe Fortuner 2010. Hiện tại tụi em đang bán với giá là 370 triệu. Mời cả nhà mình cùng xem về cái phần gầm ha. Phần gầm của mình đây, theo quan sát trực quan chưa có dấu hiệu mục mọt gì hết, nhưng mà cái nước sơn thì nó có dấu hiệu là phai màu theo năm tháng. Cái này thì tụi em cũng sẽ sơn si lại, xịt sơn si lại cho cả nhà mình luôn ha, cho cả nhà mình yên tâm. Tiếp theo thì xin mời cả nhà mình cùng xem về cái phần chassis ha. Cái một chiếc xe, cái phần mà khung gầm nè rất là quan trọng. Một chiếc xe mà di chuyển mà nó có chắc chắn hay không, nó có bền, có chắc hay không, có đảm bảo về cái độ an toàn hay không, đó chính là về cái chassis ha. Đây chassis cả nhà mình cùng xem nè, chassis chưa có một cái dấu hiệu nào mà mục mọt gì hết. Mời cả nhà mình cùng xem ha. Đây, quan trọng nhất là hai cây sexy. Sexy đây, cả nhà mình cùng xem ha. Rất là chắc chắn, chưa có một cái dấu hiệu mục mọt nào hết. Cả nhà mình cùng xem ha. Động cơ chúng ta là hai cầu, cầu trước, cầu sau. Động cơ máy móc thì chúng ta thấy là không có một cái dấu hiệu nào xì nhớt nhau gì hết ha, rất là khô ráo.
Caramel thì có thể là quay về cái phần khoang máy cho cả nhà mình cùng xem ha. Khoang máy rất là sạch sẽ, chưa có một cái dấu hiệu mục mọt nào hết. Ok ha. Và khi quý cô chú anh chị em mình mà quan tâm xem chiếc xe này, khi qua bên em thì bên em cũng sẽ nâng gầm lên cho cả nhà mình cùng xem ha. Đây là cái bánh mâm. Bánh mâm luôn nha cả nhà. Bánh mâm luôn. Bánh xe cua là bánh mâm luôn nha cả nhà. Bánh xe cua gai cũng còn khá là ok. Bốn cái thắng thì được trang bị thắng ABS luôn, cho nên là đi rất là an toàn. Vừa rồi thì em Tài cũng đại diện cho công ty Pháp Anh đã review chi tiết của chiếc xe Fortuner sản xuất đời 2010, và hiện tại là bên em đang chào bán với giá là 370 triệu. Nếu như mà quý cô chú anh chị em mình có quan tâm với chiếc xe này thì nhấc máy lên và gọi cho nhân viên của công ty Pháp Anh chúng em với số điện thoại là 0777 55 462 hoặc là 0988 111 554. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và trong quá trình quay thì cũng không thể nào tránh khỏi những cái sai sót cũng như là phần thiếu sót, cũng xin cả nhà mình hãy niệm tình bỏ qua và hãy comment bình luận bổ sung phía bên dưới để cho em càng ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe đến cả nhà của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.